Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu số tự động các bạn nhé. Một chiếc xe sedan nhập khẩu số tự động. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Attra. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mitsubishi Attra nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản số sàn và phiên bản Mitsubishi Attra GLS phiên bản CVT, tức là số tự động các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Attra phiên bản CVT Premium số tự động quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và đăng ký tên tư nhân, đăng ký cuối năm 2021. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này mà tôi muốn giới thiệu với quý vị các bạn, chắc chắn là trên thị trường những chiếc xe cũ không có chiếc xe nào mới như chiếc xe này đâu các bạn nhé. Chiếc này chỉ so với xe ô tô mới thôi, chiếc xe cũ thì không chiếc xe nào đẹp bằng. Vì chiếc xe này chủ xe mới lăn bánh có 1.001.000 km thôi. Cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua đồng hồ nhá. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và chiếc xe này vẫn còn đang bảo hành tại hãng luôn quý vị các bạn nhá. Mới lăn bánh có 1.001.000, tức là chiếc xe này mới chỉ là gọi là chạy hết rốt đa thôi, rất là mới, rất là đẹp, đẹp và nguyên bản. Nguyên bản từ dàn lốp này, lốp còn mới này, lốp sơ cua còn chưa hạ này, và đặc biệt ở cái bản Premium này thì xe cũng đã được trang bị là full option từ khóa thông minh, đèn nổ start top, nội thất ghế da, điều hòa tự động, đèn bi, đèn led ban ngày. Đấy, hệ thống phanh ABS, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương và gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu gập auto các bạn nhé. Tức là bấm khóa là gập gương và mở khóa là gương cụp các bạn nhé. Đấy, auto và chiếc xe này là màu đỏ rất đẹp rồi. Ở Mitsubishi Attra có 3 màu chính, chủ yếu là 3 màu thôi ạ. Màu đỏ, màu trắng và màu xám. Đấy, màu trắng và màu đỏ thì rất là đẹp. Đấy, màu đỏ này rất đẹp đấy các bạn này. Đặc biệt là hôm nay thời tiết rất là nắng, để ra ngoài nắng này đều rất đẹp các bạn nhé. Chiếc xe này còn bảo hành tại hãng và chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 383 triệu đồng, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Attra 2021 phiên bản Premium số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem này ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Attra phiên bản Premium 2021 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Tôi sẽ đi cùng quý vị và các bạn một vòng quanh xe để xem về chiếc xe Mitsubishi Attra 2021 này nhá. Đầu tiên thì xem về cái phần thân vỏ bên ngoài các bạn thấy đây ạ. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn chứ ngọc còn có vết nhưng chiếc xe này còn không có vết các bạn ạ. Đấy, rất là mới ạ. Một chiếc xe 2021 mà đến nay sử dụng tính ra là đã là hơn 2 năm sử dụng rồi mà không có một cái vết xước nào các bạn thấy đây ạ. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua về là tôi vừa mới rửa qua đi cái là tôi đem ra tôi quay cho quý vị và các bạn xem đây luôn nhá. Vừa mới rửa xong chứ chưa có dọn bên trong là chúng tôi còn chưa động gì đấy cơ. Đấy là bác chủ xe này chạy thì đã chạy ít rồi mà lại giữ gìn, cho nên là một chiếc xe 2021 này mà không khác gì một chiếc xe mới các bạn nhá. Đấy, nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đây ạ. Không đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ những cái cụm đèn còn như mới luôn này này. Và đặc biệt ở chiếc xe này là phiên bản Premium thì xe cũng đã được trang bị đèn led ban ngày này, đèn pha bi xenon, toàn bộ cụm đèn đây các bạn thấy đấy ạ. Cụm đèn này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này đều rất là mới đấy ạ. Không khác thì một chiếc xe mới ở trong hãng vừa mới ra đâu các bạn nhá. Vì chiếc xe mới lăn bánh chỉ có 1.001.000 thôi, mới gọi là hết rốt đa thôi, cho nên đều rất đẹp đây các bạn này. Chưa có một vết xước nào luôn các bạn nhỉ. Đấy là nhìn về phần đầu các bạn nhá. Dàn lốp đây thưa với các bạn này. Dàn lốp Bridgestone còn nguyên bản này. Tất cả đều sản xuất của lốp là 2021 này. Đấy, đết lốp là 2021 luôn các bạn nhé. Cả dàn lốp này, dàn lốp Bridgestone. Đấy,
lốp 2021 này. Quý bạn thấy đây ạ. Lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ cơ. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái lốp siêu cua sau. Lúc giới thiệu cái cốp này tôi sẽ giới thiệu. Đấy, dàn lốp của bạn thấy đây ạ. Từ 2021 còn dày nguyên như này. Cả dàn lốp Bridgestone còn dày nguyên như này. Đấy, đét lốp 2021 cả dàn luôn này. Đấy, 21 này. Đằng trước đây các bạn nhé. Nguyên bản hết, lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ. Đây, đều 2021 luôn. Đấy, và còn rất mới như này đây. Cả dàn lốp còn rất mới các bạn nhé. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy, rất đẹp. Khóa thông minh. Ấm nút này để mở cửa này. Đấy, khóa thông minh. Và đặc biệt ở chiếc xe này, bây giờ là người dân châu Á nói chung và người Việt Nam mình là nói riêng đấy ạ, rất quan tâm mức tiêu thụ nhiên liệu. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ trung bình nhá, chỉ 5,63 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu chạy trong đô thị là 6,747. Đấy, chạy ở ngoài đô thị tức là chạy ngoài đường trường đấy ạ, chỉ có hơn 4 lít thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Rất nhiều người mua những chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. Phiên bản số sàn nó còn tiết kiệm nhiều hơn nữa. Đây số tự động các bạn nhé. Đấy, số tự động thì ít người chạy dịch vụ, số sàn thì chạy dịch vụ rất là nhiều các bạn nhé. Đây, về nhìn về cái phần đằng sau thì các bạn thấy đây ạ. Hệ thống đèn sau cũng là hệ thống đèn full LED luôn này. Full LED luôn các bạn nhé. Và xe cũng đã có camera lùi, màn hình camera lùi. Đấy, toàn bộ các bạn thấy đấy ạ, từ những cụm đèn này cho đến những chữ này, logo này, đều như một chiếc xe mới đây. Những cái thành chrome các bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe này là chủ xe toàn để trong nhà thôi, cho nên nó không có bị ố gì cả đâu các bạn này. Đấy, bác chủ xe giữ xe rất là kỹ, cho nên là chiếc xe rất đẹp này. Đấy, cả một nhìn tổng thể bên ngoài các bạn thấy đấy ạ. La răng đúc mặt phay còn mới tinh như này, chưa có một vết xước nào này. Đấy, la răng đúc mặt phay đây các bạn nhá, đều rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Phải nói là một chiếc xe này là không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ. Đấy, 2021 mà đẹp như này đấy ạ. Phải nói là rất ít xe các bạn nhé, không có nhiều xe đẹp như này đâu ạ. Chiếc xe này nó mới, có thể so với chiếc xe mới rồi, chiếc xe cũ thì không chiếc xe nào so bằng đâu ạ. Đấy, rất đẹp. Toàn bộ về cái phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước. Đấy, đều rất đẹp này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là nguyên bản luôn các bạn nhé. Keo chỉ tắp bi cánh cửa này. Đấy, cái này là hay bám tay vào cho nên nó hơi bẩn một chút, chúng tôi chưa có dọn đâu. Chưa dọn nhưng mà nó còn nguyên bản này. Tất cả còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Và đều rất đẹp như này đây. Nhìn về cái nội thất